Ngày 25 tháng 9, giờ địa phương, tại trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ, xảy ra vụ cướp xe buýt khiến một người thiệt mạng. Nghi phạm hiện đã bị bắt giữ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, khoảng 12 giờ 45 phút sáng 25 tháng 9, giờ địa phương, nghi phạm đã lên một chiếc xe buýt giữa đường Figueroa và đại lộ Manchester ở phía nam Los Angeles và khống chế tài xế bằng súng. Tin từ CNN cho biết thời điểm đó trên xe có hai hành khách và tài xế. Nghi phạm sau đó đã ra lệnh tài xế tiếp tục cho xe di chuyển. Phó Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Los Angeles Donald Graham cho biết tài xế xe buýt đã điều khiển xe an toàn nhất có thể trong hoàn cảnh đó và cảnh sát đã đuổi theo chiếc xe buýt trong suốt một giờ đồng hồ. Theo thông tin từ đài truyền hình NBC Los Angeles, nghi phạm sau đó đã bắn một hành khách. Tài xế xe buýt đã liên tục nhấn nút khẩn cấp và khiến màn hình phía trước xe hiển thị khẩn cấp và gọi cảnh sát 911. Trong suốt cuộc vây bắt kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cảnh sát đã bố trí các giải gai trên đường và buộc xe buýt phải dừng lại vì thủng lốp bánh trước. Lực lượng vũ khí và chiến thuật đặc biệt sau đó đã bao vây chiếc xe và dùng thiết bị gây chói mắt để tạo cơ hội cho tài xế thoát qua cửa sổ, trong khi nghi phạm vẫn cố thủ trong xe. Hành khách còn lại nấp phía sau xe đã được lực lượng vũ khí và chiến thuật đặc biệt giải cứu thành công trong tình trạng hoảng loạn nhưng may mắn không bị thương. Còn hành khách bị bắn sau đó đã được phía bệnh viện xác nhận không qua khỏi. Hiện động cơ của nghi phạm vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.